Mấy nay Linh có gặp Tuyết không? Dạ không. Anh thì sao? Tôi có linh cảm có chuyện gì đó xảy ra. Cách đây 3 ngày, Tuyết có đến gặp tôi và đưa tôi một vật. Sau đó cô ấy bỏ đi rất vội. Tuyết nói là có người đang theo dõi và có dặn tôi là sẽ đưa cái vật đó lại cho Linh nếu như không liên lạc được với Tuyết. 3 ngày sao? Trùng ngày với ngày chị Lan bị tai nạn, có liên quan gì với nhau không? Đây nè. Tôi là Tuyết. Tôi tố cáo bác sĩ Minh, giám đốc bệnh viện Á Châu, đã hại rất nhiều người. Vì tôi là người nắm hết tất cả bí mật của hắn ta, cho nên tôi trở thành mối đe dọa lớn nhất của hắn. Hắn ta đang tìm cách để giết tôi. Từ việc hắn giết Mai Anh để cưới Uyển Lan và leo lên cái ghế giám đốc, sau đó vì sợ mất chiếc ghế đó mà hắn ta đã giết cả bác sĩ Khiêm. Ngày tôi tố cáo tội ác của hắn với chú Khang cũng chính là ngày chú Khang mất. Nên rất có khả năng hắn chính là thủ phạm giết chết chú Khang để bịt đầu mối. Vì vậy, nếu như tôi có chuyện gì thì người đầu tiên cần nghi ngờ đó chính là bác sĩ Minh, giám đốc bệnh viện Á Châu. Em xin anh hãy giúp em. Tại vì từ ngày ba em mất đến giờ, trong lòng em lúc nào cũng bồn chồn lo lắng hết. Em nghĩ cái chết của ba em không phải là do bệnh lý, mà là có người sát hại. Uống nước đi em. Anh rất muốn giúp em, vì em cũng giúp bọn anh rất nhiều trong vụ vừa rồi. Nhưng mà công an làm việc thì không thể nào dựa vào cảm giác được. Tất cả đều phải dựa vào bằng chứng em mà. Dạ em có. Đây là cây viết em nhặt được trong phòng của ba sau ngày ba em mất. Vậy em có nhận ra được cây viết này của ai không? Dạ, đây là cây viết của anh rể em. Có nghĩa là em đang nghi ngờ anh rể của mình. Ừ. Vậy là giữa hai người họ từng xảy ra mâu thuẫn hay sao? Dạ đúng. Vậy được rồi, anh sẽ cho điều tra ngay vụ này. Dạ em cảm ơn anh. Em được khách sáo, đây là trách nhiệm của ngành cảnh sát mà. Dạ vậy thôi, em xin phép em về. Hôm giáo sư Khang mất, anh đang ở đâu và làm gì? Đó là về làm việc. Tôi không ở bệnh viện thì còn ở đâu? Nếu anh không tin á, hãy tới bệnh viện mời y tá mà đến nói chứng. Vậy trước khi ông ấy mất, anh có tới gặp ông ấy không? Không, tôi có cuộc họp sớm ở bệnh viện nên cũng không kịp ăn sáng với người nhà nữa. Vừa thức dậy là tôi đã đi làm liền. Vậy anh có nhận ra cây viết này không? Vì sao anh có nói vậy? Anh hãy trả lời cho tôi đi. Đúng, đó là của tôi. Nhưng mà tôi đã làm lạc mất nó từ trước rồi. Anh có thể giải thích cho tôi biết là hai chữ cái khắc trên cây viết này nghĩa là sao? Là chữ cái đầu tên tôi và vợ của tôi. Vậy cây viết này hẳn là rất quan trọng đối với anh. Đúng, đó là món quà mà vợ tôi đặc biệt làm riêng để tặng cho tôi. Nếu như vậy thì khi làm mất cây viết này, anh không có đi tìm nó sao? Tôi có đi tìm, nhưng mà dạo gần đây tôi bị áp lực công việc cho nên không còn lưu tâm điều gì nữa. Cây viết này được tìm thấy ở trong phòng của giáo sư Khang. Vậy là anh đã từng vào phòng của ông ấy và đã sử dụng cây viết này. Thưa đồng chí, tôi đã nói là bây giờ đầu óc tôi rất căng thẳng. Làm sao mà tôi có thể nhớ nổi tôi đã dùng cây viết này làm gì trong phòng ba vợ của tôi? Giả lại, không thể vì một cái viết của tôi rơi trong phòng của ông ấy mà nghi ngờ tôi có dính líu tới cái chết của ba vợ tôi.
Đây, chỉ là vấn đề thủ tục thôi. Nếu như anh vô tội thì không việc gì phải lo lắng. Cảm ơn anh đã hợp tác. Thôi được rồi, không còn gì nữa thì tôi về à. Cảm ơn anh.